Mà tự nhiên nó nào đến đây, nó nhìn thấy hồ xong rồi, lại hai cái mày nữa, tao bó tay với bọn mày. Nhờ mặt cứ nhơ 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 ra đấy. Úi giời, nhảy như con ngựa kìa. Này, đốt chân lên. Nhảy lên, nhảy lên. Nhảy lên, nhảy lên đấy. Đúng rồi, Chi Chi. Nhảy lên đi chơi nào, Chi Chi. Chi Chi trèo lên. Chi Chi trèo lên. Chi Chi trèo lên. Chi Chi trèo lên, đúng không? Chi Chi trèo lên. Đấy, đi, đi chơi. Đi trèo lên. Đi trèo lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Chi Chi nhảy lên xem. Đúng rồi, một cái đây. Tài nhảy lên xe nào. Đốt đi ra nào. Tài nhảy lên xe. Nhảy lên. Nhảy lên đi chơi nào. Ôi, đứng lên đấy. Ngồi lên nào, ngồi lên. Đứng lên, đứng lên. Thôi nhá. Mấy đứa này hôm nay thích không? Được trải nghiệm cái cảm giác gọi là đi xe bò. Đằng sau là chiếc xe Exciter đây. Đấy, Exciter chở chó đấy. Chở một lúc ba con chó. Rồi, cải xuống đi. Úi dồi, thằng này mày nhảy kinh đấy. Mó tay luôn đấy. Đi cái đường ớ ẩn thật sự. Nào, nào, nào. Cà rốt, Kim Chi chạy đâu? Rồi lại đi lên bờ. Rồi lại đi lên đây. Mày xuống đây làm gì? Ơ thật giờ hơi kìa. Ơ lại lên mày nữa. Thôi chết rồi. Thật kìa. Tao có cho mày xuống không? Mày xuống. Thôi chết rồi mọi người ơi. Thằng lợn cứ rốt rồi. Bó tay luôn đấy. Ơ kìa. Lại đến lượt hai đứa kia nữa. Ôi thật kìa. Thôi chết rồi. Tao mệt bọn mày lắm rồi. Bó tay bọn mày. Ôi thôi chết rồi. Thật giờ hơi kia. Mày mới ốm dậy đấy. Mà tự nhiên nó nào đến đây, nó nhìn thấy hồ xong rồi. Lại hai cái mày nữa. Tao bó tay với bọn mày. Nhờ mặt cứ nhơn 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 ra đấy. Úi giời, nhảy như con ngựa kìa. Mặt cứ nhơn 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 ra ấy. Thật cải véo này nữa, hôm nay mày có nội nước à? Đây là hồ Tiền Phong mọi người ạ. Như lần trước mình cho củ cải Kim Chi đến thì nước rất là sâu. Nhưng mà giờ nước đang rút, đang cạn rất là nhiều rồi. Bọn lợn kia, đi lên bờ thằng cà rốt. Lên bờ nhanh. Đi lên bờ. Hai mẹ con nhà mày nữa. Bó tay, không lạnh à? Kim Chi cà rốt chạy đi đâu? Ôi cái bọn này. Đi về. Đi về đây. Kim Chi cà rốt ơi. Bó tay bọn mày. Mệt bọn này có mọi người ơi. Hôm nay là mục đích là cho mày đi xe bò ra đây chơi chứ có phải đi bơi đi tắm đâu. Đi về đây, Kim Chi cà rốt. Đi về nào, nhanh. Đi về đây. Không tắm nữa, đi lên bờ. Bó tay, tưởng về Nam Định mới gọi là tắm sông, tắm hồ rồi nghịch bẩn, ai ngờ về Ninh Bình là cũng nghịch luôn rồi. Được cái ở đây thì là sạch, rất là sạch sẽ mọi người ạ. Hồ này rất là sạch sẽ luôn. Nước rất là sạch. Đi lên bờ nhanh. Lật cài lật cất. Đi lên bờ. Cà rốt, Kim Chi. Đi lên bờ nào. Ơ kìa. Bọn này. Giờ nói không nghe nữa cơ. Nói không thèm nghe nữa cơ. Cứ chơ chơ cái mặt ra. Cải vơi đi, cải vơi đi. Cải vơi ra đi. Cải vơi ra đi. Đây là phong cảnh Ninh Bình rất là đẹp, rất là hùng vĩ mọi người nha.
mọi người có thể xem này, núi non trùng trùng điệp điệp, bọn kia bơi xa thế nhỉ. Cái hồ này thì hôm nay nước rất là nông. Hai đứa kia có phải không? Bơi đi đâu đấy? Thêm cải béo này. Mệt, rất là mệt bọn mày. Thôi đi về nào. Không bơi nữa. Cải béo nhặt đi. Cải béo đang đè cà rốt này. Cải, đuổi, cải bắt. Cải ra đi. Đố cục cải dám ra. Cải bơi đi. Cải bơi đi. Cải bơi đi. Cải béo chỉ đứng trên bờ thôi. Không dám bơi. Đi về nào. Cái đi về nhanh. Lên bờ. Ui thằng cà rốt nó chạy như thằng con ngựa kìa. Cỡ cải ông cứ đuổi theo cà rốt làm gì không biết đó. À cà rốt ông nhặt được cái que củi rồi. Đi về đây, phê đây. Ui kim chi cũng chạy đến cướp. Cũng đi nhặt que củi. Ui thằng cà rốt mày nghịch bẩn lắm rồi. Cải phê đây, đi phê đây. Cà rốt ơi, nào đi. Trời đất ơi, cái mặt mũi của mày. Bọn này nó nghịch không biết chán mọi người ạ. Hò hét quát nãy giờ rồi. Quát rất là to luôn rồi. Không biết chán mặt thằng cà rốt gì. Nấm lem bùn đất rồi. Đấy, nó nặn đấy. Nó nhổ cỏ à. Cà rốt ơi, đi về nào. Kiệp, chiều chuộng quá nhiều nên giờ nó sinh hư rồi. Quát nó không sợ nữa rồi. Đi về, lên bờ. Đi lên bờ, nhanh. Kịp chi đi lên bờ nào. Đi, tạm biệt bọn mày nhá. Rồi, tạm biệt các cháu nha. Tạm biệt các cháu nha, về đây. Xuống.